mình rằng có khi nào đang ngừng đam mê, ngừng khát khao, ngừng đắm say ca hát, quên đi niềm tin, đập bàn tay lên trái tim nghe, chỉ cần được hát với ước mơ và tin rằng điều kỳ diệu em mong sẽ đến. Chính là em đập bàn tay lên trái tim nghe, chỉ cần được hát với ước mơ và tin rằng điều kỳ diệu em mong sẽ đến.